vì thường cái hầm đấy khi này, mà hãn còn đấy, về sau đó như thế là vì cái này cái thằng pháo của nó bắn hoặc bom của nó bắn là cái cửa hầm mà, là bắt đầu qua nó khói rồi. Khói pháo nó sụp vào, có gì nó đi đâu sụp vào, hai anh em còn ngất xỉu cơ mà không biết gì, không biết gì, đến lúc khói nó bay đi rồi thì mới sau bắt đầu khói nó ra một lúc bắt đầu nó sống. Phải khoảng đến hai phút ấy. Thì mới biết sống ấy. Nó mới tỉnh dậy bắt đầu nhìn thấy hai anh em như thế là mới lao lên gầm này. Nhìn thấy ánh sáng thì biết trường đây anh biết anh em sống đây. Đấy, bị thương cả đây này, vỡ mẹ chán thì vỡ chán thì hãng còn mảnh này. Thế sau đó thế là về chạy về đơn vị là nó đưa đi viện đấy. Rồi. Anh em đi tôi viện. Nó đưa đi viện xong lại còn sốt rét tắc tính. Đấy đúng rồi, bây giờ. Nó còn bó vào nó tưởng là chết, nó bị chôn. Nó không thấy thở. Nó cởi mẹ ra. Trên nó, là bài sống. Đây nhá. Gãy xương bàn chân. Rồi. Đây. Cho nên là các cái xương này là các xương này là gãy hết. Yếu. Cho nên là đây là cử động. Mà ngày rồi mà bó được đâu. Đấy. Bó nó còn yên được. Bây giờ nó bó vào phát như thế là sau đó nó vận tải nó khênh đi. Nó khênh đi ra các cái trạm xá và bệnh viện của trung đoàn. Đúng rồi, trạm xá trung đoàn với bệnh viện. Anh em đúng ra thì được đổi nốt. Tháng 14, anh em được ra. Ra thì cũng đều là bị thương, là còn giấy chứng nhận ở trong chiến trường. Đúng rồi. Thế là đưa về viện khu ăn dưỡng. Để ăn một thời gian nhé. Cho ăn dưỡng thời gian có 3 tháng.